Sáng ngày 27 tháng 8, đoàn ban tôn giáo tỉnh Kiên Giang do ông Danh Lắm, trưởng ban tôn giáo tỉnh Kiên Giang làm trưởng đoàn, đã đến chùa Tam Bảo, số 3 Sư Thiện Ân, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, thăm và tặng quà cho chư tôn hành giả an cư. Đón tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Xác Thành, chứng minh trường hạ chùa Tam Bảo, Thượng tọa Thích Minh Tiến, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Rạch Giá, Thiền chủ trường hạ. Thượng tọa Thích Thiện Nhật, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng Ban Kiểm tăng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Phó Thiền chủ trường hạ, cùng chư tôn đức ban chức sự và chư hành giả an cư. Đại diện ban chức sự trường hạ, Thượng tọa Thích Minh Tiến đã thông tin sơ nét về chư tăng hành giả đang an cư tại chùa Tam Bảo. Mùa an cư kết hạ năm nay, Phật giáo tỉnh Kiên Giang có hơn 100 vị nhập hạ tại hai trường hạ tập trung là chùa Tam Bảo thành phố Rạch Giá dành cho chư tăng và chùa Bửu Sơn huyện Tân Hiệp dành cho chư ni. Riêng tại trường hạ tăng chùa Tam Bảo có 45 hành giả an cư và theo lịch an cư kết hạ năm nay của Phật giáo tỉnh Kiên Giang thì chư hành giả chỉ còn một ngày nữa là kết thúc khóa an cư để trở về trú xứ tu tập. Phát biểu tại buổi lễ, ông Danh Lắm đã chúc mừng chư vị hành giả an cư đã hoàn thành 3 tháng tu tập của mình. Ông hy vọng sau khi kết thúc khóa an cư, chư hành giả trở về trú xứ có thể hướng dẫn Phật tử tu tập theo chánh pháp, đồng thời thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật, nhà nước, nhất là khi tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Ông cũng đánh giá cao việc chung tay phòng chống dịch của Phật giáo, trong đó có Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang khi đã thực hiện nghiêm thông tư của chính phủ về phòng chống dịch và tuyên truyền đến Phật tử, người dân cách phòng chống, đồng thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Dịp này, ông Danh Lắm đã gửi phần quà đến Ban Chức sự Trường Hạ Chùa Tam Bảo. Đáp lại tấm chân tình đó, Thượng tọa Thích Thiện Nhật gửi lời cảm ơn đến Ban Tôn giáo tỉnh đã tạo mọi điều kiện để Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức nơi an cư tập trung cho chư hành giả tăng ni trong toàn tỉnh được thuận lợi. Chúc cho toàn thể thành viên trong đoàn luôn mạnh khỏe và hoàn thành mọi công tác do Đảng, Nhà nước giao phó. Thay mặt Ban Chức sự Trường Hạ Chùa Tam Bảo, Thượng tọa Thích Minh Tiến đã gửi lãng hoa cảm ơn đến ông Danh Lắm. Chuyến thăm đã kết thúc với niềm hân hoan của tất cả mọi người.